Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Câu lạc bộ Quảng Nam đi tìm vinh quang quá khứ. Ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng. Nhưng lịch sử đối đầu áp đảo. Sân vận động Thống Nhất, 19 giờ ngày 11 tháng 5.